Mỹ viện Xuân Hương, 22 Triều Việt Vương, Hà Nội là địa chỉ làm đẹp tin cậy của nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng. Trong đó có nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, tên tuổi gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam. Thẩm mỹ viện Xuân Hương chính là nơi nghệ sĩ nhân dân Lan Hương lựa chọn chăm sóc cho làn da và vóc dáng của mình. Hôm nay em giới thiệu với chị về công nghệ trẻ hóa da, tái tạo lại da bằng máy can thiệp không phẫu thuật, một lần duy nhất, không đau, mất thời gian khoảng 40 phút thôi. Thì có thể giữ được cho chị từ 1 đến 2 năm, thậm chí là hơn. Và cái tác dụng của nó sẽ làm cho mặt chị săn chắc lại và trẻ ra được 5 đến 10 tuổi. Công nghệ HIFU tác động trực tiếp được đến lớp cân cơ nông, nhờ đó giúp các vùng mặt có cơ như chân mày, mí mắt, nọ cằm được nâng lên một cách tự nhiên. Làn da của bạn sẽ càng mịn, tràn đầy sức sống, da mịn đàn hồi tốt và láng bóng. Theo quy luật thì ai rồi cũng sẽ phải già đi. Thế nhưng mà với cái công nghệ hiện đại hiện nay để làm đẹp cho phụ nữ thì chúng ta cũng không nên quá ư là cứ chờ đấy, chờ cái tuổi già nó đến. Vì thế cho nên là nhất là tôi cũng không muốn để cho tất cả những người bạn và những khán giả xung quanh tôi nhìn tôi nó khác với ngày xưa quá nhiều. Và tôi đã quyết định đến Thẩm mỹ Xuân Hương và đã được tư vấn về cái công nghệ nâng cơ HIFU chỉ có một lần duy nhất thôi. Và tôi rất thích là bởi vì tôi rất lười, làm cái gì mà lâu mà thì tôi rất là ngại. Thế cho nên là tôi quyết định tôi làm và thấy có hiệu quả. Cái hiệu quả ngay tức thì nó đã được cơ đã được nâng lên và gò má đã xuất hiện. Trước là nó cả ở trên dưới là nó gần như bằng nhau. Thế thì tôi thấy rằng đây là một cái công nghệ mà tôi cảm giác tôi rất thích. Liên hệ Thẩm mỹ viện Xuân Hương, 22 Triều Việt Vương, Hà Nội.